chào cả nhà mình nha. Thì sáng nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình cái này. Thì cái này thì mình cũng được người khác chỉ và lần đầu tiên mình biết đến cái loại cám này luôn. Đó, nhưng mà mình nói chung mình hửi cái mùi đó thì không được cả nhà. Cái này thì khuyên cả nhà mình ai mà dị ứng với cái mùi này thì không nên ha. Với lại thì mình sẽ có cái thước, mình sẽ đo cái lồng chim của mình. Hiện tại rất là nhiều anh em muốn hỏi kích thước của cái lồng và muốn đặt, thì sợ mình nói đặt dành cho những con chim để anh em ghép những con chim như là con xanh tím nè, rồi con gì anh em đang chơi bây giờ, con chim bảy màu đó, chim hút mặt á. Thì thật sự mà nói cái lồng này mình chưa nuôi mấy dòng đó nên mình không biết là nó có vừa hay không, cho nên là mình sẽ đo từng mắt cho cái nhà xem, rồi nếu mà anh em là thấy vừa anh em đặt ha. Rồi trước khi mà mình đo xong thì mình sẽ nói về cái phần mà mình muốn chia sẻ anh em đó, rồi cám nó như thế nào ha. Đây nha, đây là cái chuồng của nó nè, mình sẽ đo ha, chiều dài của nó như thế nào ha cả nhà. Chiều dài là 46.5 cả nhà. Chiều cao là 32. Còn bề ngang của nó là bao nhiêu? Mình đo sao cho cả nhà thấy được ok ha. Bề ngang của nó là 30. 32, 36, 46 năm hả? 36 năm ta. 46 năm. Và 32. 30. Cao 30. Và mỗi ngang của nó là 1,5 xăng ha cả nhà. Đây. Mỗi ngang đều là 1,5 xăng hết ha. Quay gần rồi quên, quay về cho nhà mình mới thấy được. Mỗi ngang là 1,5 xăng. Ủa nếu mà 1,5 xăng mà cái này là không tới ta. Đây, đúng là 3 xăng. Đây, đúng rồi. Này. Đó, mỗi ngang là 1,5 xăng ha. Thì cả nhà coi xem nó có vừa với lại cái kích cỡ mà anh em nuôi những con chim nhỏ đó hay không. Thật sự mà nói là như vậy nha, để anh em lưu ý giúp mình ha. Ok, giờ thì mình sẽ nói tới cái phần cám mà mình muốn chia sẻ với cả nhà mình ha. Ok, phần cám mà mình muốn chia sẻ với cả nhà mình đó chính là cám tỏi. Anh em nghe cám tỏi bao giờ chưa? Thì thường á, anh em mình nuôi chim ở trong cái mùa mưa mà nắng thất thường á, thì anh em hay bị cái trường hợp gọi là những con chim mình nó bị trúng gió. Thì đây là cái món mà để cho anh em mình đỡ tốn tiền mua thuốc. Là đỡ tốn 180.000 á, là anh em dùng cám tỏi. Nhưng mà nói anh em cũng phải vẫn dùng những cái chai thuốc để dành nha. Lỡ những con chim mình nó có thì mình dùng được nha cả nhà, chứ không phải là nói như vậy thì nó sẽ hoàn toàn nó sẽ là không có bị gì hết. Mình vẫn có thể là mình để dành những cái chai đó, mình đem bỏ trong tủ lạnh để dành đó. Hoặc là anh em sợ đó, thì anh em bỏ tủ lạnh rồi nó lạnh quá là chim dùng không được, mình đem để ngoài cũng được, nhưng mà để ngoài sẽ bảo quản không lâu mà ở trong tủ lạnh ha. Như thế này cả nhà, là anh này ảnh vừa nuôi gà mà anh vừa nuôi chim. Thì anh thấy con chim ảnh vừa xù cả nhà. Và hai gì anh coi video như anh em khác á, là anh em khác đập tỏi, đập hành lá, đập củ hành bỏ vào trong cái lồng để xong cái nhiệt của cái hơi đó. Của cái hơi của những củ đó bốc lên để cho con chim của mình nó không có bị gọi là trúng gió nữa. Rồi sau đó tự nhiên không anh nói anh vô tình anh đi ra cái chỗ mà họ bán cám anh như mùi tỏi, anh hỏi cái xong anh lấy về anh mua, anh chỉ mình mua chỗ đó luôn. Thì mình mua phát là 10 kg, nhưng mà mình có trộn nha cả nhà, mà tí xíu rồi mình sẽ nói lý do vì sao mình trộn nha. Mình mua mình vô mấy cái hũ này nè, mình vô mua 10 kg, mình vô mấy cái hũ để dành mình cho chim ăn, tại vì mình bảo quản nó trong cái bao nó sẽ không tốt bằng được trong cái hũ này. Thì cám này á, cám tỏi này cả nhà, nó không có men tiêu hóa trong này nha, và nó cũng có một vài thành phần nó không giống với lại cám gà con. Và cám này nó cũng có hai loại luôn, là dành cho gà con và dành cho gà giò. Thì anh em dùng á, thì mình video trước mình có nói với anh em á, đối với những con chim á mà anh em dùng á cho chim lớn chim non gì đó thì mình không biết, nhưng mà anh em hỏi mình cái nha, dùng cám gà con nhiều quá nó có ảnh hưởng đến với con chim hay không. Đó. Thì thật sự rằng là mình xin thưa với anh em là không nha, mình dám khẳng định như là 100% là không nha.
Còn cái lỗ cắm tỏi này mình thử được 3 ngày rồi. Còn đối với những cái mà con mà lỗ có men tiêu hóa, mình dùng cho tất cả những con chim ở nhà mình ăn hết. Từ con lớn đến con chim nhỏ và từ con chim nhỏ đến con chim mà nó hót rồi. À, chỉ có một cái là mình sử dụng cám này nè cả nhà. Ngoài cái cám là con lỗ có men tiêu hóa ra thì anh em còn có một loại cám nữa, đó chính là cám gà giò có men tiêu hóa mà người ta nghiền nát bằng giống cám gà con. À, tại vì thường á cám gà con nó sẽ có rất là nhiều loại thuốc và kháng sinh, nó sẽ giúp cho con chim của mình, là nói chung là thường là sẽ giúp cho con gà mình nó ăn uống rồi nó phát triển lên đến quá tầm khoảng 10-15 đến 20 ngày á, là tụi nó sẽ lớn lên một xíu, nó tầm trọng bự cái này đúng không, thì người ta sẽ dùng một loại cám khác. Thì đối với con chim á thì đang bệnh thì mình nói với anh em rồi là dùng cám từ 1 tuần 2 tuần có thể 3 tuần đó. Còn đối với những con nặng quá thì anh em xài 4 tuần 5 tuần đó. Đến khi mà nó vừa hết rồi bắt đầu mình sẽ trộn cám đó, thì anh em sẽ trộn giữa cám gà con đó với lại cám bao bì hoặc là loại cám anh em đang muốn cho chim ăn đó, thì anh em trộn như vậy để cho con chim của mình nó chuyển qua thích ứng với cám và nó không bị sốc cám. Khi mà con chim mình nó sốc cám thì sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột của nó, đó chính là nó sẽ đi phân lỏng và có thể là ảnh hưởng đến tiêu chảy, rồi lúc đó lại quay về quá trình là mình trị bệnh tiếp cho chim nữa. Và cái thằng cắm tỏi này á nó cũng có trị được cái bệnh đường ruột luôn đó nha. Đó, nó hay hay chỗ đó nha, mình không biết lý do vì sao nha, nhưng mà mình thấy á mấy chim con mình á ăn xong đi phân đẹp lắm. Mình quay cho cả nhà xem nè. Đây cái lồng chim này á là cả nhà nhớ là mình đem về ngày nào và giờ nào thì cả nhà không biết ha. Nói chung mà nó đi phân rất là ok. À, cả nhà nhìn giờ những phân đó nè. Đó. Thì thường á thì chắc chắn bữa vài bữa mình sẽ làm một cái video nhìn phân đóng bệnh ha. Đó, cả nhà thấy không? Nó đi phân nè. Và phân này là phân mồi tươi nè cả nhà thấy không? Đó. Sẽ có những phân nguyên cám, phân mồi tươi. Phân mồi tươi là tại vì nó ăn những con sâu này, nó sẽ đi phân ra như thế này. Đó, nó sẽ vẫn pho có cái viên. À, và nó không có nhuệt nhạt đi ha cả nhà, thì phân đó là phân ok bình thường. Để trong mà chắc chắn là mình sẽ làm một cái video đó mình chia sẻ với cái nhà mình để kỹ hơn về phần nhìn phân nóng bệnh ha. Nói chung mà đón cái này thì chỉ có được khoảng 5-60% thôi, chứ chính xác thì mình thì chính xác 100% không có đâu nha, tại vì mình không phải là chuyên ngành thú y cho nên là mình chỉ có đón thôi chứ mình không có khẳng định được. Và cám này á thì thật sự nói á, dành cho những con chim mình đang ăn nó có hót hay không thì thật sự mà nói á, thì hôm qua nay cả nhà thử xem ha, là mấy con chim của mình á, như cái con khú da bò đỏ đó, đó nó như thế nào đó không, và mấy con chim ngoài kia nó cũng hót ăn xì đông hết không sao. Và đặc biệt cám này ha, và anh em có thể dùng cho được những con chim đang khai lông nha cả nhà nhớ giúp mình nha. À, mình không biết sao nha, nhưng mà cám này mình thấy ok á, ok hơn là gọi, nhưng mà một phần á là nó không có men tiêu hóa cả nhà. Cả nhà trộn rất là dễ, hôm qua mình mua 10 kg thì trong đó của mình á là có hết. Mình không mở ra cái hũ này ra để mình lấy cho cả nhà xem, để mình lấy, tại vì cái mùi của nó xong mùi thổi lên rất là nhiều. Mình mua 8 kg này và 2 kg kia rồi mình trộn đều lên cả nhà, có cám gà con loại có men tiêu hóa không đây nữa đó, trộn như vậy lên cho nó dễ ăn hơn và nó có những cái loại men tiêu hóa trong đó. Và những lá cám kia thì cái phần thành phần cám này không có thì cám kia nó sẽ có, nó sẽ bù trừ lại với nhau đó, thì trộn ít ít vậy thì nó sẽ ổn hơn ha. Còn anh em nào không thích thì anh em có thể là trộn 50-50 vẫn được. Thì cái này hiện tại thì mình chỉ cho chim lớn ăn thôi nha, còn những con chim nhỏ còn đốt thì mình chưa cho ăn. Chắc chắn là mình sẽ cho tụi nó ăn thử cái loại cám này ha cả nhà đừng có lo, tại vì mình mua rồi, mua tới 10 kg lần mình đã dành mình cho ăn mấy con chim con kia luôn. Nếu mà cám này ok thì thật sự mà nói là mình thuyên anh em nên dùng. Và thêm cái nữa nha cả nhà là cám này á, cám là con thì thường thì cả nhà nói có nhiều anh em nói nó dưỡng chất rồi này kia nhiều quá, ăn nhiều quá rồi tích tụ vô người con chim có ảnh hưởng gì hay không, thì thật sự mà nói á theo như mình suy nghĩ nha, giống như kiểu á là anh em ăn đồ ăn của mình cũng vậy, thì đối với những em bé á thì nó ăn sẽ là uống sữa mẹ với lại nó uống sữa bình đúng không á, thì anh em thử nếu mà mình lớn rồi mình có thể là mình uống sữa mẹ uống sữa bình vẫn được mà đúng không, đâu có sao đâu. Mà mình cái vấn đề ở đây là anh em phải là bú được thường xuyên hay không và ăn được thường xuyên như vậy hay không, đó mới là cái điều kiện để mà mình cần để suy nghĩ ha. Còn đối với con chim thì khi mà nó không có ăn thì mình bắt buộc mình ép nó rồi,
thì ép nó thì thường thì mình phải biết được cái loại nào mà nó rẻ hơn và nó thích hợp hơn. Khi mà ví dụ con chim nó bệnh á thì mình dùng cám khác, và nó không bệnh á thì mình dùng cám khác. Ví dụ cám ba vì nó cũng khá là rẻ, nó chỉ có yếu là nó mắc hơn cám gà một xíu thôi cả nhà. Và khi một cái nữa mình muốn chia sẻ với cả nhà, thật sự mà nói những cái thành phần mà có trên bao bì của cám á, nếu mà anh em nào là cái này là mình chỉ có được là chia sẻ lại chứ mà không biết chính xác ha, là chưa chắc gì ở trong thành phần những cái bao cám đó lại có đầy đủ hết những cái thứ mà họ ghi trên đó. Thật sự mà nói là như vậy, trừ khi có những thành phần của thuốc thì có thể là người ta là kiểm định gắt gao hơn. À, còn ví dụ mà thức ăn á, thì thường thường thì người ta sẽ kiểm không có được nhiều. Giống như là anh em uống nước nước ngọt hay nước giải khát hả, à, cả nhà thấy không, toàn là họ làm quá chắc không mà chứ đâu có cái phần mà họ gọi là nó đúng với lại trên kia đâu. Đường thì nhiều khi nó cũng phải là đường hóa học chứ không phải là đường gọi là đường gluco gì họ ghi trên đó, hoặc là đường mà đường tán, đường mía, đường gì đó nó có rồi đúng không. Cho nên là nhiều khi cái nhà thấy là tên trần hình đó họ hay bắt mấy những cái vụ mà làm hàng giả kiểu đó 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 thì mình cũng chưa chắc được cái cám này có thể là đủ thành phần hay không. Cho nên á, nhiều khi mình nói anh em rồi á, cám mình mua về mình làm tại sao ok hơn là cám của người ta. Thường thì anh em có thể là mua cám bổi từ những loại cám gà con như thế này nè, rồi mình làm những thành phần của mình, ví dụ là mình trộn trứng gà vô. Thường thì anh em trộn, nói chung là khi mà mình trộn trứng gà nên chịu khó lựa những trứng gà ta và lấy lòng đỏ mình trộn, đừng nên trộn lòng trắng nha. Tại vì mình thấy á, những con chim mà ăn trộn mà có lòng trắng vô á thì nó lại không có mướt lòng hay sao á, mình không biết. Nhưng mà mình thấy là mỗi lần, còn nếu mà anh em mà tiết kiệm thì anh em phải là trộn luôn, còn không thì anh em cứ lấy lòng trắng mình ăn, còn lòng đỏ mình trộn cho tụi nó. Thì dưỡng chắc nhiều thì nó sẽ nằm trong lòng đỏ nhiều hơn là lòng trắng. Và anh em phơi lòng đỏ thì nhìn cám nó đẹp hơn là có lòng trắng. Quay cho cái này xem. Hai con curry nó ở ngoài đây nè. À. Ok, tự nhiên không quay nó cái xong cái đây thì mình cũng nói tiếp ha. Nói chung á là mình dùng như vậy thấy 3 ngày khá là ổn ha, anh em có thể là dùng thử xem như thế nào. Nói chung là mình cứ theo ý mình thích đi cả nhà, dần có làm hay oai thực sự. Nhưng mà nói nuôi chim này á, mình giảm được chi phí nào mình hay chi phí đó. Chứ còn mà sự mà nói á, để theo người ta mà mình bỏ tiền ra mấy trăm ngàn để mình mua một cái loại cám về mình cho chim ăn á, thì nhiều khi á anh em chơi để nghe hót á thì nó khác với lại những anh em mà chơi thi. Anh em chơi thi á thì mình phải thúc con chim mình nó phải là căng. Nói chung là chim thi thì nó lại khác nữa nha, anh em hút căng và anh em cho mồi ăn rất là nhiều, và nhiều thứ ý anh em cũng bỏ chất kích thích trong đó. Kiểu như mấy anh em là nuôi chim thi đấu á, thì bắt buộc là mình phải bỏ tiền ra để mình vào mua một cái vé để mình thi. Thì con chim mình bắt buộc là phải là nó là phải có lực và có tố chất cực kỳ mạnh để mới phải là đấu với lại cả trăm cả ngàn con chim trong cái trường trong cái lúc mà đang thi đó. Cho nên là mình bắt buộc là phải khúc này khúc kia. Cho nên mấy con chim đó cả nhà thấy không, đâu ai mà đi thi trong một tháng thi được 3-4 lần nữa đâu đó. Anh em bây giờ thi xong mình phải tủ lòng, anh em đánh chim này đánh chim kia, không cho gặp chim mái, không cho nghe nha. Thường nói anh em nuôi chim thi là nó nằm ở trong chế độ rất là kỹ. Anh em tắm hay anh em tập lực ha, anh em làm gì đó nó cũng có một cái khuôn khổ nhất định. Còn như mình á, mình không có chuyên về thi, cho nên là mình không phải nào mình hướng dẫn anh em được về cách đó. Mình chủ yếu là mình hướng dẫn được anh em cách là anh em nuôi con chim sao nó tốt nhất để mình có thể là ở nhà mình nhảy hót và cách anh em nuôi chim sinh sản không. Chứ còn thật sự nó nếu mà lắng xăng vào cái môi trường mà gọi là thi á thì mình không làm được. Nhưng mà có thể là mình đào tạo được con chim, có thể là nó từ từ để anh em về huấn luyện cho nó lên thi á, có thể. Cho nên là
Nói chung là anh em chơi hót á thì cứ tèn mình chơi thôi. Còn đối với những con chim á mà anh em nuôi bắt về mà nó lâu hót không chịu hót thì mùa này thì thật sự nói là nó đang chuẩn bị mùa lông rồi, anh em xả lông luôn đi. Anh em đừng có hút căng lên làm gì. Có nhiều anh em nói con chim tôi cũng căng quá, giờ tôi xả bớt hạ lửa lại để cho nó chạy sung. Và sau đó anh em muốn căng lên lại thì nó rất là khó nha em. Tại vì đang giờ là muốn đổ lông mà nó quất kiểu đó là giật, anh em muốn giật chim nó lên lại cũng phải giật được, là anh em phải là mua loại cám kích kích lửa hay là gì đó của anh em khác. Nhưng mà chơi như vậy hiện chim của mình nó lên một khoảng thời gian rồi sau đó lại rớt lông thì nó lại tụt hạ lửa. Với những chim đó anh em phải là nó sẽ bị cái trường hợp gọi là hai lông hai lớp cả nhà đó, nó vừa sóc lông vừa rớt lông thì sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Cho nên là thôi anh em đừng có chăm nữa, để cho nó hạ lửa như vậy luôn rồi để cho nó rớt lông cho nhanh thì nhanh. Thì anh em phải là ủ, cách ủ lông nè, ủ mấy cám hay cái gì đó anh em dùng gì cũng được, còn không anh em phải dùng cách tự nhiên thôi, là cứ trời mưa xuống lấy mưa ra hứng để dành tắm cho nó. Và mồi tươi thì mình vẫn ăn bình thường như là những mồi mát nè, dế nè, rồi trứng kiến nè, cầu cầu già nè đó, thì nên cho ăn như vậy là ok, không cần phải là cho ăn cầu kỳ như là phải là con rắn đất, con giun hay là con gì đó trộn lại sai pha rồi cho ăn, thì không cần phải vậy đâu. Anh em có gì anh em cho ăn đó, còn không anh em cứ thả cắm gà vô cho ăn cũng được, thì anh em mua cắm gà giò anh em về anh em cho ăn là ok ha. Còn không thì anh em phải là mua cám bao vì, thì những loại cám nó rất là rẻ tiền. Thật sự nói cám bao vì thì hiện tại bây giờ thì 12.000 một bịch, có chỗ bán 14.000, có chỗ bán 15.000, thì tính ra là khoảng 30.000 một ký, thì anh em phải là dùng cho ăn là ok rồi. Chứ anh em mua cám anh thông tính ra một hũ của nó là 30.000, mua một hũ đó mình thể là mua được 2 bịch cám bao vì à, nhưng mà cám kia thì mình thể là mình chim ăn nhiều khi nó cũng có bị tiêu chảy và cũng nhiều khi nói chung là con chim nó bệnh thì với lại nó cái đường ruột nó yếu thì anh em đổi cám gì nó sẽ bị như vậy thôi. Chủ yếu là mình trị được cái bệnh của nó và cho nó dứt điểm là nó hết là sẽ ok ha. Ok vậy ha, thì sáng nay mình có vài cám chia sẻ với anh em như vậy, thì anh em có thể là anh em đi ra mua cám tỏi thử xem như thế nào. Cái này mình cũng mới biết thôi, thì ở cái chỗ anh em mua thì mình không biết có hay không. Cái này hôm qua mình mua là 13.500 một ký đó. À, nếu mà so với lại cám bao vì thì nó một ký này bằng nửa ký à, một, đúng rồi một ký này bằng nửa ký kia. Và cám loại mà mình mua men tiêu hóa cũng vậy, 13.500 một ký luôn, nó cũng bằng giá như nhau. Nhưng mà cám này là thích hợp cho cái mùa mưa nè, mùa mưa và mùa thời tiết mà nó oi bức, nó kiểu cái kiểu mình ngồi nó chuyện sơ thông mòn cả nhà thấy không, cái lưng mình nó muốn ướt luôn. Đó, thì anh em cứ thể dùng thử xem để cho giúp cho con chim của mình nó đỡ bị trúng gió hơn, rồi cái phân nó đi rất là đẹp nha, mặc dù là nó không có men tiêu hóa nhiều tại vì mình có trộn cám có men tiêu hóa trong đây nữa, cho nên là nó mới như vậy nha cả nhà, chứ không phải là, nhưng mà còn ăn nguyên bản á thì nó vẫn bình thường, tại vì tỏi mà cả nhà. Thì anh em thấy là ví dụ anh em ăn tỏi anh em thấy là nhiều người thì nó trong tỏi nó có rất là nhiều chất, rồi nó sẽ giúp cho con người mình là chống cảm cúm rồi bệnh này bệnh kia. Thì thật sự nói thấy mẹ mình bảo cũng bán đồ ăn sáng nữa cả nhà, tám mùa mưa gió này nè, cái tỏi người ta ăn rất là nhiều, thậm chí anh em đi ăn phở thì ở ngoài người ta có mấy cái hũ tỏi á, tới cái mùa này là người ta làm nhiều nè, mình không biết lý do vì sao người ta ăn rất là nhiều, cho nên là mình thấy vậy cũng ok mình mới đi mua á, chứ không mình cũng không đi mua đâu. Ok vậy ha, giờ chắc mình cũng xin cúp bây giờ lại, chào tạm biệt mọi người, hẹn vào lúc sau ha. Thì anh em cần gì hay thắc mắc cái gì thì cứ comment dưới giúp mình. Ok, có gì mình chia sẻ tiếp ha.